Sách nhá. Hai sách vào đây. Và đây bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tháo ra và xem ruột gan chi tiết của cặp loại Yamaha này nó có cái gì bên trong. Dòng này nó có thiết kế cái lỗ để chúng ta chuyển chân nhá. Và có chân mút này. Tháo ra đi. Tháo căng ra. Phải nói là cặp này về có cái đôi tem này cực kỳ mới, tem zin nhá, Yamaha rất mới luôn. Ốc căng của nó là ốc bốn cạnh, tháo tiếp này. Đặc trưng của dòng Yamaha thì cái ốc của nó chúng ta không thể bàn cãi được. Đấy. Nổi bật của nó là những chiếc xe máy Yamaha chẳng hạn. Bang đây, bác còn nguyên bụi này. Cân này là cân cân vải tẩm dầu. Nghe tiếng trầm rất hay. Tháo cái này đi, tháo ra. Vào đây, đây là quả bát của nó. Các bác anh em cùng nhìn này, nam châm từ trắng này, hệ số ma vạch của từ 8 ôm, số từ của loa này là 106445. Nếu như em không nhầm thì côn của thằng này là côn 45. Đấy, đúng rồi. Côn 45 luôn. Cái dòng loa xịn ấy thì côn nó không to như dòng loa hội trường đánh ngoài giời. Đấy. Côn nhỏ thôi, nhưng mà tại sao đấy? Tiếng hôm qua nó tiếng tiếng lúc nãy quay đấy, hay vậy. Và xương của nó là xương sắt nhé. Xương sắt 6 chấu. Tép của nó đây, không quá to đây. Zia này, Zia chỉ số của tép ở đây cũng là 8 ohm. Hệ thống phân tần của nó cũng rất đơn giản thôi, không có gì phức tạp. Nếu nhưng mà khi chịu đòn thì công suất rất tốt, 600W là công suất maximum. Cái tủ tép này giống hệ tủ tép của bầu. Bông tuy âm của nó dán đầy đủ trên thùng loa. Đó, đó là phần ruột gan bên trong của dòng loa Yamaha này. Và với mức giá là 6 triệu cặp một cặp loa thì anh em sử dụng trong điều kiện gia đình thì một cặp loa này hát karaoke. Và ngoài ra nghe nhạc cái dòng này rất tốt luôn. Tiếng rất tốt, tiếng lời rất tốt. Chúng ta kết hợp với một con trầm điện hoặc một con trầm hơi nữa thì không bao giờ phải suy nghĩ. Rồi Phạm Thức Audio cảm ơn anh em quý vị các bạn đã xem và lắng nghe kênh của bên em. Với cặp loa này thì với mức giá 6 triệu thì bên em không bao cước nhá. Anh em đồng ý thì đặt cọc trước cho bên em một khoản tiền nhất định là 1 triệu thì em sẽ ship hàng tận nơi cho anh em. Còn cặp loa này thì tiền cước đâu đó nếu tính theo diện tích thùng và số cân nặng của cặp loa này thì em nghĩ nó rơi vào chừng tầm 300 rưỡi đến 400 nghìn cặp loa này. Cảm ơn anh em quý vị các bạn đã lắng nghe và xem kênh của Phạm Thức Audio. Cảm ơn anh em rất nhiều.